Hoa Lan Quang Minh xin kính chào các cô chú anh chị yêu hoa lan trên cả nước. Thì hôm nay ở clip bán hàng này, Hoa Lan Quang Minh xin giới thiệu đến các cô chú anh chị mình một số cái hình cây của hoàng hậu lá phát tài. Thì cái mặt hoa này, nói chung cái mặt hoa này là đưa cho cô chú anh chị mình xem là gọi là tượng trưng thôi. Chứ còn cái khẳng định mà cái cây này nó có phải là cái hoa này hay không là em không khẳng định nha các cô chú anh chị. Nói chung thì đây là một cái, cô chú anh chị mình thấy là đây là cái chậu hoàng hậu lá phát tài nè. Đó, thì hoa nó nâu. Đây để em phóng nó lớn lên cho cô chú anh chị mình thêm cái mặt hoa. Đó, cô chú anh chị mình thấy đây là cái hoa của hoàng hậu. Hoa của hoàng hậu nâu. Còn cái hoàng hậu xanh nữa. Nhưng mà còn trong cái lô này nó nở ra cái hoa màu xanh hay là cái màu nâu thì em không chắc ăn được. Thì nói chung á, ở đây là em chỉ giới thiệu các cô chú anh chị mình là hoàng hậu lá phát tài thôi. Đó, hoàng hậu lá phát tài. Thì nói chung những cái chậu lớn thì nó cũng xuất phát từ những cái chậu nhỏ. Nuôi một thời gian dài thì nó sẽ ra chậu lớn thôi. Thì hôm nay em có 4 cái hình cây để giới thiệu đến các cô chú anh chị mình. Hoàng hậu lá phát tài. Còn nó ra được cái hoa gì thì cái đó là hên xui nha các cô chú anh chị. Nói chung là không biết chính xác mặt hoa nên là em không khẳng định được mặt hoa. Thì cô chú anh chị mình chủ yếu là sưu tầm cái dòng hoàng hậu lá phát tài này, mình chơi thân lá các cô chú anh chị. Rồi. Số điện thoại của Hoa Lan Quang Minh là 0797278898. Thì số này em có sử dụng Zalo. Cô chú anh chị nào mình có xài Zalo thì mình kết bạn giao lưu chia sẻ kinh nghiệm trồng lan, giao lưu mua bán. Rồi bây giờ em vô hình cây thực tế nè. Bây giờ đây là mã số 1, 1800k. Cái chậu này là nặng. Cái này là em mới trồng đây khoảng tầm tháng rưỡi 2 tháng gì đó. Đó, đây là kết hợp 3 chậu vô. Nó rõ ràng như thế này. Đó. Cô chú anh chị mình thấy là ngon là ngày đào không? Cây này là phát nó lên màu mỗi con một chậu mầm hoàng hậu lá phát tài. Đó, dòng chơi thân lá rất cực kỳ nha các cô chú anh chị. Rồi xoay qua cái chậu này mà bao cước chắc cả 100.000, hơn 100.000 tiền cước luôn á. Nó nặng lắm, nó nặng lắm luôn các cô chú anh chị. À, dòng chơi thân lá đây cô chú anh chị mình thấy là cái lá mà nó già, cái lá coi nó lên sọc rất là phê ha. Rồi ba củ đang lên đó là ba mầm con ha, ba củ đang lên ba mầm con, còn những cái mắt kia là nó còn nguyên riêng á, nhưng mà nó chưa lên ngay đợt này thôi. Còn cái như đây cô chú anh chị mình thấy nè, đó là cái mầm này là đang chuẩn bị lên nè. Kia nó còn vỏ lụa nên là không dám bành ra. Đó. Thì trước mắt là nó lên ba củ. Ba măng ha. À. Rồi, bây giờ qua mã số 2 các cô chú anh chị. Mã số 2 550k. Hai củ. Bên đây là cái củ của mẹ là đang lên một măng nữa nè. Rồi. Hoàng hậu lá phát tài, mã số 2. Mã số 2 550k. Mã số 3 cũng là 550k, hai củ. Đây, củ con thì đang lên một măng nữa nè. Củ con đang lên một măng nữa, cô chú anh chị thấy không? Củ con đang lên một măng nữa. Còn cái củ mẹ. Cái mẹ thì cái mầm nữa đây. Nó cũng đang chuẩn bị lên luôn. Rồi. Rồi, mã số 4. Mã số 4 cũng là 550k, hai củ. Cái măng bên đây đâu? Cái đây thì nó chưa lên. Tức là nó còn một măng bên đây nữa mà chưa lên, nhưng mà cái con nó đẻ luôn rồi. Cái con là nó có một măng nhỏ luôn rồi. 550k cho một củ như thế này, cho một chậu như thế này. Đó. Thì vừa rồi em đã giới thiệu đến các cô chú anh chị mình
là một số hình cây của Hoàng hậu lá phát tài. Thì cô chú anh chị nào mình yêu thích cái dòng chơi thân lá này thì mình sưu tầm nha các cô chú anh chị. Xin nhắc lại số điện thoại của Hoa Lan Văn Minh là 0797278898. Xin cảm ơn các cô chú anh chị đã theo dõi clip bán hàng của Hoa Lan Văn Minh. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại cô chú anh chị ở những clip bán hàng sau.